Vâng, xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi trên kênh Live TV. Hiện tại thì mình vẫn đang có mặt tại Nhật Bản và đây là cái clip mình ghi tại gần trung tâm thương mại nằm ở nội thành thủ đô Tokyo. Anh em đã biết thì ngành đồ cũ tại Nhật Bản rất là phát triển. Hàng 40-50 năm nay người ta đã xuất khẩu cái hàng đồ cũ này đi khắp nơi trên thế giới. Thì với mong ước ở Việt Nam thì anh em chơi audio luôn luôn mong muốn có một cặp bộ dàn chơi nguyên bản nguyên chất mà giá cả lại phải chăng. Ở Việt Nam đi tìm rất là khó, một là hàng Trung Quốc cài cắm vào và hai là hàng đã quá cũ nát và được sửa chữa. Thì để kiếm được một bộ mà nguyên chất thì vô cùng là khó khăn. Mà tất cả những cái mình đang quay đây thì là hàng nguyên bản nguyên chất, anh em có thể xem và theo dõi một số món âm ly âm mình quay chi tiết cho anh em coi. Thông báo giá, giá này mình thông báo tại Nhật thôi, còn nhiều anh em nói là có hỏi mình trên Zalo là báo giá về Việt Nam thì mình nó còn phụ thuộc vào kg nhé anh em nhé. 1 kg cân nặng đi máy bay thì 215.000 kg đấy, thì nó phụ thuộc vào cân, cái 15 cân, cái 18 cân, cái 20 kg thì mình không thể nói chi tiết được. Đấy, anh em xem thì anh em dự đoán. Đây con này là con trước mắt quý vị đây các bạn, đây là một con âm ly săn xui mà rất nhiều người tìm kiếm. Đấy, con này con Alpha 707 DR, một trong những dòng âm ly tầm trung. Giá tại Nhật Bản là có giá khoảng 14 triệu. 14 triệu bây giờ con này bay về Việt Nam thì nó ví dụ như nó là 20 cân đi thì nó hơn 4 triệu tiền cước nữa, quá căng. Nhưng mà không sao, đấy là anh em đã được một cái khoản, mua được cái âm ly nguyên chất nguyên bản, nên là hàng lướt anh em. Hàng này Nhật Bản nó đã kiểm tra qua nhiều tầng lớp khác nhau. Anh nào từng sống tại Nhật Bản, từng làm việc tại Nhật Bản thì có thể biết rằng cứ một thằng làm là 3 thằng kiểm tra. Khi sản phẩm đã lên kệ rồi thì anh em cứ yên tâm mà xài. Có cái ưu điểm là tất cả đây không sửa chữa anh em nhé, nguyên bản. Đấy. Những cái dòng anh em chọn ở đây thì chọn những cái âm ly nó nhẹ nhẹ thì tầm tiền nó vừa đi bay về được. Đấy, thì trước mắt anh em vẫn là một con âm ly tương đối đẹp. Con này còn đánh rất là mạnh mẽ, mình đã thử con này rồi. Con này còn đờn âm PMA 2000 AI. Đấy, cũng rơi vào tầm 14 triệu. Mày đọc dòng âm ly cực kỳ hay luôn, nặng lắm. Nên nó mới, gần như mới tinh. Sáng bóng luôn. Mặt trước thì phay nhôm dạng cong không phải dạng phẳng, hơi cong cong. Tất cả nguyên sáng bóng, chưa một tí vết nào. Hàng này là mình theo mình dự đoán là có khả năng có thùng xốp, bởi vì tiệm nó, cửa hàng nó cất vào trong kho nhà nó, khi nào ai mua thì nó lôi ra. Thế là mình dự đoán thôi nhé, nhưng mà thường thường là như vậy, bởi vì nó mới như này mà anh em, kinh thật. Đấy, tiếp tục con này cũng như vậy luôn, con này con AE giá là con này cao hơn nhiều, con này là 16 triệu, sản xuất 2015. Cái giá mới ở nơi trên góc, cái giá xuất xưởng của nó là 30 mấy triệu anh em nhé, không đơn giản thế nào đâu. 30 mấy triệu bây giờ nó còn có một nửa giá, có phải tuyệt vời không? Quá tuyệt vời để mua sắm. Mấy anh em phải so sánh như vậy thì em mới mua được, chứ còn anh em so tại Việt Nam thì về nó cân nặng như vậy, nó đắt hơn ở Việt Nam 1-2 triệu ấy. Đắt hơn ở Việt Nam 1-2 triệu, nhưng mà hàng bên đây anh em mua đã đúng là hàng lướt nguyên bản. Việt Nam thì Việt Nam hàng bãi, làm sao mua được hàng này. Thật sự với anh em, mình 8 năm làm hàng nghề bãi cho đồ cũ mình biết mà. Bãi không thể mua được cái hàng này, bãi mua rác thôi.
mua rác và mua hàng chết về sửa lại. Mà anh em không cùng trong nghề thì sửa làm sao anh biết được, làm sao anh em biết được bên trong nó thay cái gì. Đấy thì anh em xem này thì anh em cứ xem cho nó vui mắt đi. Hiện tại bây giờ thì chỉ có đi máy bay về được thôi nhé. Tàu biển thì 120.000 một kg, nhưng mà hiện tại cảng Sài Gòn không ra được hàng. Đấy con này con chúng toàn âm ly đẹp thì đấy. Con này cũng 9 triệu tiền Việt. Sansui 6L7XR. Cái Sansui này mấy cái dòng bác cứng cứng tuổi này hay thích nghe dòng Sansui này. Cái chất âm của nó ra nó mềm mại. Con này con sản xuất năm 94. Đẹp cực kỳ luôn. Sáng bóng, bóng loáng. Không từ gì để mô tả nữa. Đấy, con này tiếp sẽ con Yamaha. Yamaha đa số nó phay nhôm, toàn nhôm mặt trước, nhôm toàn bộ luôn. Con này con CAL1 4 triệu rưỡi tại Nhật, hợp lý. Nói em thấy độ mới của nó kinh không? Nhìn nó sáng choang vậy mà. Mua thì cứ yên tâm mà nhặt thôi, về ghim điện ăn. Mình có một tay mình không cầm, một tay mình cầm máy quay nó nặng quá không thì mình lôi đằng sau cho anh em coi. Rất nhiều các dòng âm ly có cũng có, âm ly có giá rẻ cũng có. Đấy, này con âm ly có này, đèn ông 390, 35 mã. Giá Nhật có 3 triệu thôi. Hay không? Đấy. 3 triệu Nhật, Nhật nó đi làm ngày công nó có thể mua được con âm ly này rồi. Thế nó trở thành nên đơn giản lắm nhỉ. Con này con âm ly lúc mà này. Con âm này sâu đời lắm, là nhìn vẫn đẹp. Giá tại Nhật bây giờ nó khoảng 7 triệu. Sản xuất một năm 1968, anh em biết đến nay nó năm mấy năm trời làm gì nữa. Thế mà nó vẫn chưa sửa chữa, anh em thấy kinh hoàng. Chút nữa mình lật đằng sau con này cho anh em xem nha. Kính mặt nó phay nhôm mình, xung quanh là hồi gỗ. Con này nghe âm nó sáng lắm em, trong. Âm thanh có hơi hướng của cổ ngày xưa. Mấy chục năm mình giữ kinh thật đẹp. Thế con này bác nào thích thì gửi máy bay về. Con này cước ít này, con này không nặng lắm. Cước máy bay thì cứ tính 215.000 kg thôi. Đấy, đầy đủ. SQ505 Sapan 100W điện 100V. Con này chạy hai cặp loa bình thường thôi, gọi là chơi gia đình được. Đây, còn đây các cổng Auric Phone Mono quá đấy, cũng chạy hai đường tiếng AB, hai cầu AB đẹp. Nguyên bản chưa đâm đụng, chưa sửa chữa, chưa ngập nước.
Việt Nam cứ mỗi năm mưa lũ ngập lưng nhà, nhưng mà ô tô cứ cái nào cũng cam kết không ngập nước, không ngập nước, kinh. Đấy, rất là nhiều âm ly nhá, anh em thấy một rừng không? Toàn những ngôi sao lấp lánh được trưng bày lên đấy hết. Anh em nào mê sang đây sướng lắm, thích lắm. Ngày ngắm mà cái tiệm mà đi cả ngày không hết luôn. Ngành đồ cũ ở Nhật nó phát triển. Bán cho người nội quốc, người nội địa và bán cả đi nước ngoài, nó xuất nước ngoài nhiều. Đây còn âm ly cũng là khống của San Sui, gọi là chơi được tầm tầm trung 671 MOS Alpha. Gần 9 man 20 triệu tại Nhật. Nặng lắm, con này chắc nặng lắm, hình như mới kinh kìa, anh em thấy không? Úi giời. Anh em nào chưa kết bạn thì mình thì xuống qua ấy nhá, qua bên Facebook kết bạn thì mình, để có cái nhiều khi có cái món hàng hay mình hay up ảnh lên trên Facebook lắm. Để mình chi báo giá chi tiết về Việt Nam nó dễ. Có những món hàng mình thấy nó rẻ, nó hợp lý thì mình hay đăng lên ảnh trên Facebook. Anh em qua đấy kết bạn thì mình Facebook là Loa Hay GP nha anh em nhá. Loa Hay GP, chốc nữa mình để cái đường link ở dưới phần mô tả của cái video này. Anh em nhấn vào đấy rồi qua đấy kết bạn với mình. Đấy, thì đây là một con đài cổ này, radio của những năm 50, 60, 70. Cực kỳ cổ luôn, kinh. Không hề rẻ tí nào anh em nhé. Đấy. Bên đây đã 4 triệu rưỡi này. Chạy radio to lắm, bề thế. Nhìn hùng vĩ. Mấy con cực kỳ sâu đời đấy, bày ở đây. Mấy con này nghe radio thì giọng nó ấm, ấm áp lắm. To, rõ. Từ cái thời ngày xưa mà bây giờ giá trị của nó là bày. Nghe ấm, nghe thích. Nên là dành cho những người sưu tầm thôi. Còn anh em trẻ bây giờ mới khi nghe radio đâu. Mình cũng chơi, nhưng mình chơi cassette đời chung chung tí. Đấy, đây con Kenwood, con âm ly đẹp không? Anh em nhìn mặt nó rất là hài hòa anh. Rất là hiền lành. K7 7090R. Ở bên đây là khoảng gần 2 triệu. Mặt rất đẹp, mặt vàng, màu vàng cát. Kenwood. Nhiều thương hiệu anh em ạ. Nhật này nó thì mình sơ sơ qua những thương hiệu ưa chuộng, nó phải lên đến chục thương hiệu khác nhau. Thương hiệu nào cũng có dòng bình dân và dòng cao cấp. Sansui, Đề Nâm, Victor, Kenwood, Onkyo, Sony, nhiều lắm. Kể sơ sơ rồi còn mấy thương hiệu ở nước ngoài nữa. Đặt ra cho anh em xem con này. Đấy, cũng chạy hai cầu AV. Các phím, các nút bấm và các nút cắm AV sáng bóng luôn.
không có điểm gì để chê nữa, quá đẹp. Sản xuất tại đâu? Made in Sapa này, à quên, Made in China. Hàng hàng Made in China, China này này, China công ty em nhé. China như hàng chính hãng đặt tại Trung Quốc nha anh em nhé, chứ không phải là hàng China Móng Cái, Lạng Sơn đâu anh em đôi khi đừng em hiểu sai vậy chết mang tiếng ấy đấy. Bây giờ logistics mà hàng đời mới bây giờ nó đa số nó sản xuất ở nước thứ ba, dạng Trung Quốc hoặc Thái Lan hoặc là Malaysia, có thể là Việt Nam. Made in Japan bây giờ công nhân công nó giá cao đắt lắm, nó đẩy giá cao lên. Về bản chất thì nó giống nhau, cơ bản nó giống nhau, công nghệ của nó mà, công nghệ của Nhật mà, mỗi con người nhân công thôi. Nhưng mà dù gì thì nhìn thấy cái chữ Made in Japan anh em vẫn thích hơn đúng không? Thương hiệu là hàng bao nhiêu năm nay nhìn nó vẫn có sướng hơn, giá trị hơn. Đấy, thì đây có một số con iPhone, là một số con iPad này, con này con kính thiên văn này. Kính thiên văn đẹp. Đấy, một số con iPad. Đất nước nó công nghiệp, nhìn cái gì cũng có, cái gì nó cũng làm được. Nhiều lắm. Xem thích lắm, mình quay cho anh em xem mấy cái máy ảnh nhé. Đấy, máy ảnh thì các thương hiệu đa số Nhật là ưa dùng là Canon và Nikon. Hai cái đấy nhiều người dùng. Quay cho em xem một số cái máy ảnh đây, nhưng mà tất cả này dùng lướt hết anh em nhé. Đây cả nguyên được bộ kit, bộ này là EOS của Canon, nguyên hộp xốp luôn, đầy đủ hai ống kính, hai ống zoom, một thân máy. Đấy, và cứ thế là xài thôi. Em thấy đẹp không? Hàng lướt của nguyên bản mà. Đấy, giá của nó này 37.400, khoảng 8 triệu tại Việt, là tại Nhật. Về Việt Nam con này tầm chục triệu là ngon này. Mấy ảnh thì nó nhẹ mà, cước con này tầm đôi triệu là về nhà. Cực kỳ chất luôn, nguyên đai nguyên kiện, máy ảnh chuyên nghiệp mà. Này dùng cho bác nào yêu thích đấy, chứ còn đa số anh em trẻ bây giờ xài luôn trên iPhone, chụp phạch phạch phạch. Nhưng mà những người mà ta nhìn ảnh chuyên nghiệp, người ta vẫn thích xài máy hơn, quay với lại chụp nó vẫn thích hơn, chuyên mà. Người Nhật đi mua sắm rất là đông. Cái khu này đông lắm, miền rộng lắm, đi cả ngày không hết luôn. Người mang bán, người mang mua. Quay thêm cho anh em một quả nữa thì đấy, đây quả Nikon. Nikon này giá cực kỳ mềm luôn, thì tại Nhật con này có 3 triệu anh em ạ, tuyệt vời không? Đấy, anh em qua Facebook nhé, qua Facebook kết bạn với mình, đôi khi mình hay đăng những món hàng hay lên tường Facebook để anh em báo giá luôn, tiện anh em vào đi. Thích thì mình gửi về luôn nó cũng tiện hơn. Đấy. Facebook của mình là Loai CP nhé, CP viết tắt của chữ Sapa nữa. Đấy, thì clip này mình xin tạm dừng tại đây thôi. Kính chúc anh chị xem video vui vẻ. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký để không bỏ lỡ những video kế tiếp. Các bạn muốn quay cái gì thì để lại cái bình luận phía dưới nhé. Mình xem anh em thích về cái món gì thì mình quay phục vụ anh em hoàn toàn miễn phí.
Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.